Hôm nay nó đâu rồi? Chạy nữa đi lão già. Chúng mày dám? Dám à? Từ giờ tất cả địa bàn sẽ thuộc về Băng Mặt Đen bọn tao. Ồn ào quá. Biến nhanh. Đừng làm phiền giấc ngủ của tao. Xử nó. Rút. Được đấy. Mẹ anh bệnh tình biến chuyển xấu, cần phẫu thuật gấp, chi phí sẽ rất lớn. Theo ta, mẹ cậu sẽ được cứu. Quyết định đúng đắn đấy. Seloqui, sao anh lại? Mày chết. Vụ hàng cấm bị lộ, trong bằng có nội gián, tao sẽ tìm ra. Đại ca, đã lấy lại được địa bàn. Mày khử nó. Để tao. Hay mày chính là nội gián. Tôi chính là nội gián. Đang theo sát con mồi. Ra tay. Rõ. Cầm khăn định chùi mặt cho ai? Vào. Mày chậm một bước rồi. Pháp y à? Mảnh mối là đất trồng cây. Trên người của hắn có mùi thuốc trừ sâu. Địa bàn của chúng chắc chắn gần khu vực trồng trọt. Manh mối quá ít, sẽ rất mất thời gian. Mày có 12 tiếng để mang bằng chứng đến cho tao. Tôi cần bằng chứng để cứu Pháp Bị Hà. Không được, đây là thứ duy nhất để kết án. Tôi xin lỗi. Biết điều đấy. Định vị đã được cài trong bằng chứng. Đến lúc hành động rồi. Đi bắt chuột nào. Trời. Đội trưởng, cùng đi cứu Pháp Y Hà nào. Cẩn thận. Bắn tỉa, tầng 2, góc 2 giờ và 10 giờ. Câu thời gian cho tôi. Úa. Mau rời khỏi đây. Chúng mày không thoát được đâu. Trên người hắn có bom. Xe đưa nào đây. Ui, xe tôi, xe tôi. Mũ già, tích cả người lên xe sáng nhất đêm nay không? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đại ca. Tăng tốc nhanh, tao đang vội. Rõ đại ca. Ma, tạt đầu. Mấy con cún này, đang vội thì chưa. Đại ca bình tĩnh, thôi bỏ qua đi. Bỏ cái con khỉ, cầm. Tao phải bắt chúng nó quỳ xuống xin lỗi. Bố mày điên lắm rồi. Mày cứ vẹo bước ra. Biết bố mày là ai không? Có việc gì thế ông con rời? Dạ em. Ua, hàng nóng cơ à? Gấu cho gấu mèo à? Lên xe. Vào chuẩn bị bó gối. Kiểm tra nhá. Cục cái pha xuống. Kiểm tra nhá.
lâu rồi không gặp. Tôi sẽ trả mà. Thật mấy lần rồi. Đi đâu thế thanh niên? Sáng đớp bánh cuốn đầy bụng quá, cho vào giải quyết phát. Xin tha cho tôi. Biến chỗ khác, nhanh trước khi tao nóng. Phiền anh hãy nốt bên này cho đều. Đứng im. Không thì sao? Đại ca. Chơi nó. Định 2v1 à? Chơi xấu thế. Xấu này tôi vẫn chơi được. Anh không chơi được. Phải phải. Giờ đến tôi với bạn. Mình sẽ theo đuổi mục tiêu. Tiền bảo kê ra đây đâu. Từ giờ tao sẽ là người thu tiền bảo kê. Mày khỉa tao à? Anh, cho em theo anh. Đại ca. Tôi sẽ điều đào đến ngay. Mày hỏi ý kiến tao chưa? Mày là thằng ba vạ nào? Từ giờ, tao sẽ nắm quyền ở đây. Ông là đại ca vùng này. Đã biết, sao còn chưa quỳ xuống chào tao? Chào này. Theo tao thì sống, chống thì nằm luôn. Ước mơ của ta. Từ giờ, ta chính thức là ông Trung. Đứng im, bật là vỡ mồm. Bỏ vũ khí xuống. Lên vượng. Ước với chả mơ. Tên khốn, có giỏi thì ra đây. Quả báo sẽ đến xuống tôi. Rồi sao, làm gì được tao? Mày. Con trai họ bị sát hại, hắn là nghi phạm duy nhất. Do có hiềm khích từ trước, hắn dụ nạn nhân ra chỗ hẹn. Tôi đã có đoạn camera, ông chính là thủ phạm vụ cướp. Tớ đến gặp mày là vì chuyện đó đấy. Biết nhiều quá không tốt đâu. Khi tòa xử, hắn có giấy chứng nhận tâm thần nên... Xin hãy tha cho tôi. Cậu phải nhường bạn gái cho tớ nhé. Chào cậu. Mày là ai? Tớ là kẻ thanh trừng những tên ngoài vòng pháp luật. Tên kia, bắn xe. Từ giờ hắn sẽ không hại ai được nữa đâu. Thôi thôi, ông mõm bao nhiêu lần rồi. Anh... Nơi anh không tặng được iPhone 15 thì để thằng khác tặng. Thân này. Đừng đi mà. Quà Giáng sinh của em. Anh tốt với em thế. Vì em xứng đáng. Đi thôi anh yêu. Ông già Noel ơi, con ước trái tim của cô ấy mãi thuộc về con. Nạn nhân nữ, 23 tuổi. Thời gian nạn nhân tử vong vào khoảng 12 giờ trước. Là đêm Giáng sinh. Phải, điều rất kỳ lạ, thi thể bị mất trái tim, như thể đã có ai đó lấy đi. Trái tim theo đúng nghĩa đen. Tôi biết hung thủ là ai rồi. Lại ông đi qua, xin hãy giúp. Tôi 3 ngày chưa ăn gì, xin hãy tích đức. Lướt đi. Tháng này số phết đại ca. Làm tốt lắm, cứ càng khổ càng dễ kiếm tiền. Đại ca đúng là đỉnh. Cậu gì ơi, xin giúp. Đội trưởng, tôi có việc cho anh. Đứng im. Yêu cầu tất cả lên phương. Sao bắt tôi? Thèm cao, người đi xe lăn sẽ không thể tự lên. Người bị thương ở chân sẽ có chai tay rất dày. Do di chuyển phải dùng tay nhiều. Nhưng đây thì không. Trời đói quá. Đi ăn cơm tù mà. Không phải tôi bị oan.
Nạn nhân tử vong do bị trúng độc cyanua. Chất độc được tìm thấy trong hộp whey do nghi phạm đưa. Khoan, có hung thủ nào ngốc đến mức ăn vụng không chùi mép, phải không, sát nhân đội lốt vợ? Biết chồng mình có thói quen tập kim, sau đó uống thực phẩm bổ sung mua từ nghi phạm, cô đã lén bỏ cyanua vào đó. Do tính chất cùng màu nên khi nạn nhân uống không hề hay biết. Những dấu vết bạo hành đã khiến cô nung nấu miêu chặt. Đúng, tôi đã rất hận hắn, nhưng đó đều là suy luận vô căn cứ, tôi không phải hung thủ. Cô thực sự rất thông minh, đi chợ và mua một lượng lớn táo. Tất nhiên không ai nghi ngờ về điều đó. Một lượng lớn táo được bổ sẵn trong tủ lạnh đã tố cáo cô. Chất độc cyanua được cô lấy ra rã nhỏ từ hạt táo. Tôi... đi... tôi không biết gì hết. Để tôi kể anh nghe một câu chuyện. Ê, qua cơ quan đón tôi với. À, xe tôi này hỏng, để lần sau nhé. Hời đừng mà đón. Ơ, à, sao không đề được? Em yêu, tối nay nhà anh không có ai. Em trai em mới bị tai nạn, em phải vào viện bây giờ. Thôi để hôm khác cũng được. Vâng bố. Thằng Duy mới bị đụng xe, con lên viện ngay đi. Cả tháng mới có một hôm đi shopping, sao lại tai nạn vào lúc này? Thể khó chịu thực sự. Lại gọi. Bác sĩ báo phải phẫu thuật gấp, cần nhiều tiền lắm. Bố nói ít thôi, mở mồm ra là tiền tiền, đầu con đang muốn nổ tung ra này. Giờ anh có thể cho tôi biết hung khí giấu ở đâu chứ? Tôi xin khai. Hàng loạt vụ mất tích xảy ra trên địa bàn, nghi phạm là tên mặt đen được camera ghi lại. Giúp tôi với. Có người bám theo tôi, chắc chắn hắn có ý đồ xấu. May mà lúc đó tôi tìm được chỗ trốn. Anh đừng lo, chúng tôi sẽ điều tra. Mất tích, không đòi tiền chuộc, không tìm thấy thi thể, chỉ còn ba động cơ: buôn người, buôn nội tạng hoặc do sở thích cá nhân. Hình ảnh trên cam của hai vụ gần đây, thời gian chỉ cách nhau 10 phút, khoảng cách giữa hai quận là 20 km. Sao hung thủ có thể đi nhanh như vậy? Chúng là một hội và có kẻ cầm đầu. Thả mồi. Muốn gia nhập thì phải tìm người hiến tế. Một mình tôi sẽ không nổi. Tôi sẽ cử người giúp. Ai có thể nhận nhiệm vụ này? Để tôi. Kìa. Thằng cha này hành tung bí ẩn thế nhở? Follow ổng. Ui nhầm. Mày đánh nhung. Chả môn đại chiến, chủ kiện ra mắt, lột đốc nhận ngay iPhone 15. Trả đây. Vào đây. Môn đại chiến đừng đón nhận rất nhiều quốc gia. Nhân vật ca giảm cập nhật không nhầm. Của tôi mà. Chiến đột khắc nghiệt, thách thức bạn chinh phục. Ôi kìa. Trả điện thoại cho tôi. Trải nghiệm độc đáo, tự động và đa nhiều phần tiền. Em đưa đấy. Ôi trời, mệt quá. Đăng nhập nhận ngay tướng SSR, UR, OSR. Game hay, game hay. Em đã bảo trả đây rồi đi. Chẳng bốn đại chiến hay thế này mà không bạn mọi người. Ba đứa ngồi đây chơi nhá.